Tôi xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo của Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0365361611 giúp em. Thì nhớ bên nhà em là kẹo, bên nhà em là không kiểm, không xem hàng. Nhớ bên nhà em là kẹo, không kiểm, không xem hàng. Anh em tin tưởng anh em đặt hàng, anh em không tin tưởng có thể đi shop khác. Bên nhà em thì có tất cả mẫu kẹo từ 4.5 đến 6.35, hàng đều đẹp, chất lượng, không vía, ổn định luôn cho anh em. Thì mẫu kẹo rẻ, kẹo đắt có. Đấy, anh em phải nhớ phải đăng ký kênh, có những cái chương trình khuyến mãi vào ra hoặc có mẫu kẹo mới là em sẽ tung ra thị trường anh em biết đến. Đấy, và ủng hộ trải nghiệm. Đúng không ạ? Thì hàng rẻ lắm bên nhà em thì vẫn có. Thì hôm nay có mẫu kẹo mới về bên nhà em. Thì trước cái mẫu kẹo này em vẫn bán, nhưng mà thời gian đấy là bây giờ hiện tại là dịch giã bên thứ hai là vào vụ rồi, làm không kịp. Đấy, lắm bây giờ làm còn không kịp, chưa nói mua tờ. Đấy, đúng không ạ? Thì hàng này thì hàng là gọi là hàng mua tờ. Motor. Bây giờ hiện tại thì em lại quay lại bán motor. Motor này thì là chống gió. Đấy. Đầu lấm, đây là gọi như đầu lấm. Cái này áp để như lấm anh em nhé. Áp để như lấm. Đấy. Anh em trải nghiệm loại này thì biết ngay là chất lượng như nào, hàng này hàng mới làm ra, mới sản xuất ra nên nó hơi sáng. Để một thời gian nó sẽ màu sẫm. Đấy. Chỉ lỗ oxy hóa. Hiện tại bây giờ đang có 5.5 và 5.52. Ưu điểm của loại này thì là bây giờ nó bán áp như lấm. Đấy. Thì là không, anh em không phải chỉnh áp gì cả. Đấy, mà hàng này, mẫu này ấy, thì chuyên chống gió. Đấy, chống gió. Bắn thì cực kỳ ổn định luôn cho anh em. Ổn định hơn lắm, rất chi nhiều. Đấy, đầu tòe này ra. Thì hiện tại thì em đang bán, hiện tại em vẫn bán từ 4.5, 5.5, 5.52, 6.35 hiện tại thì đây chưa có. Nếu mà có thì em sẽ thông báo anh em. Còn đây là motor anh em nhé. Đấy, anh em mua trải nghiệm, biết ngay chất lượng kẹo như nào. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu cho anh em mẫu kẹo giá rẻ nhất bên em, hàng 350.000 một ký. Loại này thì em chưa bao cước vận chuyển, cước vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Loại này thì bắn cự ly là 560m, cự ly gần, còn xa thì tùy theo anh em. Loại này thì mẫu này là mẫu GFB. Đấy, chỉ đun. Nói chung là rất ổn định, anh em trải nghiệm thì anh em biết. Đúng không ạ? Tiếp theo là em giới thiệu hàng mẫu GFB nhà em. GFB nhà em thì bây giờ là mẫu này là mẫu ăn khách nhất thị trường. Loại này thì bao test cho anh em là 90m ăn áp xe 2 và hơn 100m ăn cò. Loại này bắn thì cực kỳ ổn định. Đấy, hợp với tất cả mẫu cành. Đấy, cành nào cũng hợp. Đấy, kẹo thì đều đẹp, chuẩn, chất lượng, không viêng. Nói chung là tiền nào của đấy anh em nhé. Đấy, anh em nhìn thấy anh em biết tiền nào của đấy. Và cái chất lượng kẹo thì anh em nhận thì anh em biết trải nghiệm như thế nào. Đấy, thật ra thì anh em mua kẹo thì lên nghe tư vấn của khách hàng một tí. Còn tùy theo anh em mức độ anh em chọn như thế nào. Đấy, thì kẹo thì em quay thực tế cho anh em là như vậy. Anh em muốn tham khảo mẫu gì liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0865361321 và 0365361611 giúp em. Nhớ bên em là kẹo không kiểm, không xâm hàng. Anh em tin tưởng thì đặt hàng, không tin tưởng có thể đi xúc phát. Xin chào anh em.